Hi, xin chào các bạn đã quay lại với channel game của mình nha. Mình là Sơn Lê đây các bạn ơi. Hôm nay chúng ta chơi game mới thôi. Game này có tiêu đề là Bóng đêm của những khổng tượng. Tên tiếng Anh đó là Shadow of the Colossus. Hello guys, welcome back to my gaming channel. And I hope that you guys enjoy watching my video and don't forget to give me a subscribe, a like and a comment. Các bạn ơi, bây giờ mình vô game thì cái phần này phần giới thiệu cái cảnh đầu tiên nha các bạn. Thì một hiệp sĩ đang chở theo một cô gái, như cô gái đó bệnh hay sao á, trên lưng ngựa kìa. Mình cố tình không có bỏ cái cảnh này để cho chúng ta có thể chiêm ngưỡng hết những cái cảnh từ đầu đến đuôi cho đến khi mà mình khởi hành game như thế nào các bạn. Thì các bạn xem game mình nhớ bấm đăng ký cho mình một like và để lại một bình luận nha. Cảm ơn các bạn. Wow, cảnh cũng quá đẹp đấy chứ. Cánh rừng ban đêm là cây cối cũng rất là xanh tươi. Rồi, chúng ta bắt đầu theo dõi coi. Như là cô gái là bất tỉnh rồi, cô gái đó là chết rồi hay sao các bạn? Cô chàng trai này đưa cô ta đi đâu nha? Nãy giờ băng rừng lội suối, trời đổ mưa, mình đang đi tới một cái lâu đài cổ bỏ hoang nè. Rồi mình đoán là cô gái đã chết rồi các bạn. Chàng hiệp sĩ này vì quá thương yêu người yêu của mình cho nên là mình suy nghĩ là chàng hiệp sĩ này đang đưa vì cô nương là đến một cái nơi nào đó để tìm phương thuốc cứu cô ta. Rồi ánh sáng hồng quang nó trở lại, phía trước là một cái cầu rất là dài để đi đến một cái điểm cuối cùng, cũng là một cái lâu đài. Wow, cảnh siêu đẹp luôn. Cái cầu này thiết kế cũng khá là kỳ lạ ha. Thường thường cái chân người ta thẳng mới chắc chắn, mà cái chân mà lại thiết kế là chân cong. Chàng hiệp sĩ phải đưa xác cô gái đi qua một cái cầu rất là dài. Rồi game có tựa đề là Shadow of the Colossus, bóng đêm của những khổng tượng. Khổng tượng tức là những cái bức tượng rất là to các bạn. Thì game này cũng là một cái loại hình game phiêu lưu. À, chiến thuật đánh về hành hiệp của những hiệp sĩ ngày xưa, người ta dùng gươm giáo cổng một lâu đài. Cánh cửa đã mở và hiệp sĩ của ta đã tiến vào. Hình như con ngựa nó có chút về đó, e ngại. Nó biết trong đây có nguy hiểm hay sao?
Hình như là chúng ta đã đi đến tâm điểm của cái lâu đài này rồi. Ở chính giữa nó là một cái tâm điểm, là nó soi lộ thiên, là từ thiên chí địa. Bên dưới là nước đất, bên trên là soi sáng cả bầu trời. Tiếng nhạc này có thể là nó mách bảo chúng ta đã tới nơi rồi đó các bạn, là có nghĩa là game mình sắp được bắt đầu rồi. Ở đây có rất nhiều bức tượng bằng đá này, toàn là tượng khổng lồ. Rồi vậy là chàng hiệp sĩ chúng ta đã ẵm sát cô gái xuống xuống khỏi lưng ngựa, và chàng ấy sắp sửa đặt xác cô gái lên một bục đá. Bên trên bục đá là có những khối đá có hình thù rất là kỳ lạ. Chàng trai đã gỡ bỏ tấm chăn để lộ nguyên thân hình một kiều nữ rất là xinh đẹp, giống như là một công chúa ngủ trong rừng các bạn. Ở nơi đó khởi nguồn từ âm hưởng có những điểm giao nhau. Chúng là những ký ức được thay thế bằng sự trừu tượng và số không được khắc vào tảng đá. Máu, mầm sống trẻ, bầu trời và những thứ có khả năng chế ngự sinh vật mà được ánh sáng sinh ra. Ở cõi đó, tương truyền rằng những ai phát lời ước nguyện thì có thể mang linh hồn người chết trở về. Nhưng xâm nhập vào vùng đất đó bị nghiêm cấm. Giọng nói đó hình như là của một cái vị thần đang ở trong cái lâu đài này các bạn. Nghe giọng nói thôi chứ không thấy người, chắc là vô hình hay sao đó. Ôi, yêu tinh xuất hiện rồi. Oh my god. Ôi, vẫn chưa vào game được nữa. Ma đã xuất hiện rồi. Chàng hiệp sĩ chúng ta đã dùng thanh gươm phát sáng chỉ về lũ yêu tinh, và tụi nó tan biến bốc hơi nhanh chóng. Ngươi sở hữu thanh cổ kiếm. Và ngươi là kẻ trần thế. Xin hỏi ngài là Dormin phải không? Nghe đồn rằng tại điểm tận cùng của thế giới này có một vị có thể chế ngự linh hồn của người chết. Người nói đúng, ta chính là Dormin đây.
Nàng ấy bị hiến tế sinh mạng vì sinh mạng nàng bị lời nguyền. Xin Ngài hãy mang linh hồn nàng trở về giúp ta. Linh hồn cô nương đó à, một khi linh hồn đã mất thì không thể đòi lại được. Đó không phải là định luật của trần thế hay sao? Nhưng giữa thanh cổ kiếm đó không phải là không có cách. Có thật không? Tất nhiên là thật. Nếu như làm được những yêu cầu ta đề ra, tôi phải làm gì đây? Đem những tà thần đứng dọc theo bức tường, ngươi cần phải tiêu diệt chúng. Nhưng những tà thần đó sẽ không chết với đôi tay của người trần tục. Vậy tôi phải làm sao đây? Trong vùng đất này tồn tại những pho tượng khổng lồ. Chúng là hiện thân của những tà thần kia. Nếu ngươi đánh bại được những khổng tượng đó, những tà thần kia sẽ chết. Tôi hiểu rồi. Nhưng nhớ rằng có thể ngươi sẽ phải trả giá đắt. Không sao đâu. Tốt lắm. Hãy giơ thanh kiếm cổ trước ánh dương và đi về hướng ánh sáng lưỡi gươm tụ lại. Ở đó, ngươi sẽ tìm thấy các khổng tượng cần tiêu diệt. Vô game được rồi các bạn, mình điều khiển mình được rồi nè. Giờ thì hãy đi đi. Rồi, ok, vậy mình hiểu cốt truyện nha, chúng ta đã hiểu cốt truyện rồi nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình giơ thanh kiếm. Giơ thanh kiếm lên coi. Trước ánh mặt trời nè, à, ánh sáng tụ lại phía trước, vậy mình phải đi thôi. Mình phải bay xuống chỗ này. Ôi trời ơi, đau quá. Argos tức là con ngựa của mình các bạn, mình kêu con ngựa mình. So I'm gonna call my horse. And the horse will drive me to location where we need to be. À đây rồi. Here you are. Ngựa mình đây rồi nha. Rồi đi thôi. Ủa hồi nãy hướng nào? À mình thấy là giống như là một cái hang động vậy đó. Ôi trời ơi, bậy đi kỳ vậy. Ủa hồi nãy nó chỉ ánh sáng chỉ vào hướng này. Ờ à, đúng rồi các bạn.
bấm để mở bản đồ lên coi. Ê đúng rồi, đúng không ta? Ê không, không phải cái này, lộn hướng hay sao á. Để mình ra ánh mặt trời mình dơ gơm lại coi. Hướng nào? Cái này hả? Là sao cái ánh sáng nó chiếu nãy mình mà chưa có quen với cái ánh sáng tập trung kiểu gì? Ủa? Ở đâu phải hướng này đâu ta? Đi ra ngoài. Tức quá đấy, con ngựa tự nhiên nó đâm tầm bậy. Mình nhớ là thẳng hướng. Hình như bên đây nè, đúng rồi, con đường mòn ở đây nè. Chạy sai hướng rồi. À đúng rồi, phía trước. Ở đây nó có những cái lâu đài nó xây bám trên vách đá. Rồi đúng rồi. Cảnh tượng thật là sao hùng vĩ quá đi. Những tòa lâu đài xây bám trên vách đá rất là cao. Bây giờ mình phải leo lên trên đó. Nó có mấy con đường trên đó kìa. Rồi, đi tiếp. Con đường này cảm thấy nguy hiểm quá các bạn ơi. Bay qua bên kia luôn, bên kia. Bay. Leo lên luôn. Rồi, lại đi sang. Tấm dáng này đi được không? Được luôn. Sợ nó gãy quá. Bay. Bay lên đây. Ok. Bay. Hay quá, mình thích game này các bạn. Phong cảnh rất là hùng vĩ nha. Và ghê rợn. Đây những sự bí ẩn đang chờ đón. Bay. Ok. Cái gì đây? Trời ơi, con khổng tượng xuất hiện hả? Ồ, kinh bỏ mẹ. To thế. Oh no. My god. Rồi, bây giờ đi tiêu diệt nó thôi. Trời ơi, đi chậm chậm nhưng mà chạy theo cũng chết. Chân nó có cái điểm màu xanh bắt leo cái chân nó. Ui à. Cái gì mà đéo bắt kịp. Hold up the flash to reflect the light onto the colossus. Gương nó phản chiếu. Đâm trúng nó rồi. Đâm trúng hai cái rồi. Ba cái. Vậy nó bị thương rồi. Bao nó ngã rồi. Rồi bay bay lên thôi, bay lên người đó. Bay lên người đó thôi. Rồi nó đứng lên rồi. Wow, my god. Ô
rồi. Gom nó quay về hướng mình á. Bay lên chân nó làm tiếp. Trời ơi, sao bay không được vậy? Đâm lại. Sao đứng lên trời. Mẹ đâm cái nằm hết. Bay lên tới được cái mầm trên kìa. Rồi được rồi. Cán bò lên trên nha. Đứng đây chứ không được sợ gì đó. Đi nha ta. Ơi té nữa rồi. Kỹ móc. Ô ô ô nó giặt kìa. Mẹ nó đâm mấy phát nó nằm. Mẹ sao nó vẫn đi trời. Rồi rồi. Bay lên. Bay lên trời ơi gặp trời. Không lên nữa rồi, nó đi rồi. Mầm lưng nữa nè. Bay lên xíu nữa. Rồi rồi, sắp tới đỉnh rồi. Đây rồi. Vị trí của nó đây. Mày chết luôn đi. Mày chết. Mày chết. Sắp chết rồi. Rồi. Má ơi, vậy con quái này cũng cực khổ à. Wow. Tan thành mây khói luôn rồi. Quỷ đá. Quái vật đá. Gì vậy? Ủa, bị gì đây? Hồn liệt hóa xác nè. Coi như là mình đã tiêu diệt được một con quái đá đầu tiên rồi. Con khổng tượng đá. Quay về cảnh cũ rồi cái. Ai vậy? Hình như là đây là linh hồn của cái vị thần mà đã dặn dò mình đó, đã hướng dẫn mình đó các bạn. Có thể là ông ta đã đưa xác mình về chỗ chốn cũ đây. Tỉnh lại rồi. Rồi bây giờ đến thăm xác của bạn gái coi có gì tiến triển hơn chưa. Tại vì mình mới bắt đầu là mình đã khởi điểm giết được một con quái tượng đá. Không biết là giết được bao nhiêu con thì
linh hồn của cô nương này có thể quay về. À, cái này tà thần là đang nấp trong bức tường này đã bị sụp đổ nè, coi như là nó đã chết sau khi mình đã diệt được con quái đá đó. Kẻ thù tiếp theo của ngươi là ở trong hang động bên bờ biển. Nó đi rất chậm chạp. Hãy giơ thanh gươm của ngươi hãy để đánh bại nó. Thôi các bạn ơi, thì hiện tại thì mình đã đánh bại một con quái đá đầu tiên, khổng tượng đá đầu tiên rồi. Thì cái con quái mà ông vị thần đó mới căn dặn mình đó, thì con quái đó lần sau mình sẽ đánh. Thì mình sẽ tạm ngưng cái video mình tại đây nha. Các bạn nhớ bấm đăng ký cho mình một like và để lại một bình luận như nếu thấy hay nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Bye.